Vâng, xin cảm ơn chị Thủy Vân với những thông tin vừa rồi. Tiếp tục chương trình sẽ là một số tin tức dự báo thời tiết đáng chú ý. Anh Bá Minh ạ, hôm nay đúng ngày kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và từ sáng đến giờ thì Hà Nội nắng đẹp, thời tiết rất là dễ chịu. Ở thời tiết này có kéo dài cả ngày hôm nay không ạ? Dạ vâng anh Sơn Lâm, dự báo là nắng sẽ còn duy trì ở thủ đô Hà Nội trong cả ngày hôm nay đấy ạ. Thời tiết rất ủng hộ cho các hoạt động kỷ niệm chào mừng ngày giải phóng thủ đô. Nắng nhiều hơn khi mà ngay từ sáng trời đã quang mây, đến 10 giờ thì nhiệt độ có nhích nhẹ lên thêm 1 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua, lên mức là 31 độ C. Nhưng mà không khí vẫn rất dễ chịu, lý tưởng để người dân và du khách dạo phố ngắm nhìn thủ đô trong ngày đặc biệt này. Dự báo là nắng sẽ liên tục ở Hà Nội trong cả chiều ngày hôm nay với cường độ vừa phải và mức nhiệt thì không quá 32 độ C. Độ ẩm thấp nhất là 55%, cảm giác sẽ hanh khô, đặc trưng của mùa thu. Đến chiều tối thì không khí sẽ dịu nhanh khi mà nhiệt độ cao nhất lúc 19 giờ là 28 độ C, sau đó giảm xuống còn 25 độ C vào lúc 22 giờ. Trái lại ở thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay có sương mù giăng phủ, khói bụi không thoát được, bị giữ lại trong lớp không khí gần mặt đất khiến tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Và đến chiều nay thì tình trạng này sẽ giảm hẳn khi mà mưa dông quay trở lại. Mưa có thể xảy ra ở hầu khắp các khu vực của thành phố, không loại trừ có thể có mưa to gây ngập úng cục bộ như hai ngày vừa rồi. Trong cơn dông thì cần đề phòng với dông lốc và sấm sét nguy hiểm. Còn bây giờ xin mời tiếp tục với Chuyển động 24 giờ.